Việt Nam được biết đến là một trong những quốc gia có nhiều danh lam thắng cảnh, thiên nhiên hùng vĩ. Chính vì vậy, rất nhiều nhóm nhạc quốc tế đã lựa chọn Việt Nam làm địa điểm quay các dự án nghệ thuật của mình. Những thước phim đẹp về các địa danh nổi tiếng như Sapa, Đà Nẵng hay Phú Quốc cùng với giai điệu âm nhạc cuốn hút là một trong những hình thức quảng bá hiệu quả, dự báo sẽ trở thành xu hướng trong tương lai, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Hình ảnh bãi biển Phú Quốc một lần nữa được nhiều khách du lịch chờ đón khi xuất hiện trong một dự án âm nhạc gần đây, Em Đồng Ý I Do, do ca sĩ Đức Phúc hợp tác sản xuất cùng nhóm nhạc quốc tế 911. Bên cạnh giai điệu lôi cuốn, cảnh đẹp thiên nhiên Phú Quốc đã góp phần khiến cho sản phẩm âm nhạc này lọt top 1 trending tại Việt Nam và top 25 trên thế giới. Chúng tôi có một cảnh quay ghi hình tại bãi biển thơ mộng Phú Quốc, trên cây cầu hôn. Đó là một khung cảnh rất lãng mạn dành cho các cặp đôi. Tôi tin rằng sẽ có nhiều khách du lịch lựa chọn đến thăm Phú Quốc trong tương lai. Việc quảng bá các địa điểm du lịch thông qua các sản phẩm âm nhạc Việt Nam, tôi nghĩ đấy là một cái cách rất là hay. Ngay từ trong đầu Phúc khi mà gọi là thuyết phục các anh sang Việt Nam để thực hiện music video, thì ngay lúc đấy là Phúc đã nghĩ trong đầu là chắc chắn là mình sẽ phải gài gắm thật là nhiều những cái điều thật là đẹp tại Việt Nam, con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, du lịch Việt Nam. So với hình thức quảng bá phổ biến bằng các chương trình truyền hình thực tế hoặc phim ảnh, việc lồng ghép các thước phim du lịch thông qua âm nhạc sẽ dễ dàng tìm được sự đồng cảm của người nghe. Trước nhóm nhạc 911, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như The Moffat, Kelly Clarkson hay Alan Walker cũng lựa chọn Việt Nam làm bối cảnh cho các dự án nghệ thuật. Thông qua cách này, hình ảnh Việt Nam đã nhận được nhiều lời bình luận tích cực của khán giả quốc tế trên các trang mạng xã hội. Tôi thấy khung cảnh thiên nhiên Việt Nam quả là tuyệt vời. Đó là lý do chúng tôi quyết định dành hàng giờ đồng hồ lái xe vòng quanh Sapa để tìm hiểu và lựa chọn địa điểm quay. Đó là một khoảng thời gian vô cùng đẹp của chúng tôi tại đây. Quả thật, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp khi đến Việt Nam. Sapa là một trong số đó. Tôi hy vọng sẽ có dịp để đưa gia đình quay trở lại nơi đây để tận hưởng kỳ nghỉ. Theo Tổng cục Du lịch, tính đến tháng 1 năm 2023, lượng khách quốc tế đến du lịch Việt Nam đạt hơn 700.000 lượt, tăng khoảng 15%. Sức ảnh hưởng của việc quảng bá từ những đại sứ du lịch đặc biệt này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn thế giới, cuốn hút du khách đến và khám phá du lịch Việt Nam.